Nhóm Ngôn Ngữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn nha. Hôm nay thì mình với lại Ngân đang có mặt tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để mà trao 10 phần quà cho 10 bà con nghèo đang gặp khó khăn ở xã. Thì phần quà này được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là gia đình Danh Nguyễn. Thì hồi đầu tiên mình và Ngân đến là gia đình của chú Năm Chọn. Mời các bạn cùng vô thăm chú nha. Dạ. À, con chào chú Năm nha. Dạ, dạ. Dạ. Chú Năm cũng tới. Dạ. Nghỉ vô bước. Dạ. Dạ được rồi chú. Chú ngồi đi chú. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Chú ngồi nha chú Năm. Dạ. Hôm nay chú Năm bao nhiêu tuổi rồi? À, sinh năm 65. Mà dạ. Được tên 55. Dạ. Còn bà thì chú, còn cô thì sao hả chú? Sinh 67. Nhỏ hơn chú 2 tuổi. Gia đình chú Năm thì sống ở đây với ai? Ở đây nói chung là có hai vợ chồng già, con đứa út giờ nó mặn ở Đồng Nai. Dạ. Rồi vậy là chỉ có hai vợ chồng sống với nhau thôi. Rồi hàng ngày ở nhà chú Năm làm nghề gì? Bây giờ bệnh quản ở nhà chăn nuôi mấy con gà 5-10 con gì đó, rồi bả mới uống mà thuê mướn gì đó. Dạ. Vậy là chú ở nhà nuôi gà, còn cô thì đi móc lúa. Dạ. Dạ, móc lúa thì con nghĩ là tới mùa thì có lúa móc rồi, giờ cũng đâu có nhiều như hồi xưa nữa đâu. Dạ. Hả chú? Móc thì chắc cũng được 1-2 bao gì. Dạ. Thôi. Dạ. Rồi ngoài công việc đó ra còn làm gì khác nữa không chú? Chẳng thấy làm cái nghề gì, bây giờ mình cũng bệnh hoạn rồi, đôi khi muốn mặn cái gì đó là mặn cũng không có nổi như người ta. Đó. Rồi giờ nhà giữ nhà bọc bạch vậy đó, rồi nuôi gà 5-10 con bọc bạch vậy đó, rồi bả đi móc lúa, rồi tới mùa nó mặn mướn móc lúa, cắt cỏ lúa gài rồi chúng ta đó. Rồi, gì lắm đấy. Rồi nếu mà vậy thì thu nhập mình đâu có hàng ngày đâu. Vì có ai gửi tiền gì không? Con cái có phụ giúp gì cho cô chú không? Thì đôi khi có đứa gây út đó mặn là lương được tháng rồi đôi khi 4 triệu mấy, 5 triệu. Rồi đôi khi nó đóng nhà trọ ăn xài thì khi nọ tháng còn dư 2-3 triệu gì đó rồi gửi về cho cha mẹ già ấy thôi. Dạ. Mà tháng nào cũng gửi hay là lâu lâu mới gửi một lần hả chú? Đi rồi đôi khi 3-4 tháng nó mới gửi được lần. Dạ. Như vậy là mình cũng gặp nhiều khó khăn quá hả chú? Dạ. Trong người chú có bị bệnh gì không? Có thấy chú ốm quá đủ thứ trần rồi coi. À, nào là thái quá cuộc sống, rồi thằng kinh tọ, rồi thấp khớp, bây giờ mấy cái khớp nữa, rồi đau cái khớp. Còn cô thì... Thuốc men, dập rồi ngâm thuốc bắc, rồi thuốc tây, thuốc nam, thuốc tàu. Dạ. Rồi còn cô rồi thì sao? Bà bú cổ. À, bị bú cổ. Thái quá tiếng gì bú rồi mà mười mấy năm rồi lãnh thuốc uống hàng ngày luôn đó, là như vậy luôn ngại viên viên đó. Dạ, hai vợ chồng ngày nào cũng phải uống thuốc hết. Dạ. Dạ. Hôm nay con với lại Ngân đến chú Năm thì cũng biết cô chú cũng lớn tuổi rồi, trong người cũng nhiều bệnh mà lại sống có hai vợ chồng thôi. Dạ. Nên là cũng gặp nhiều khó khăn. Tụi con có một cái phần quà nha, thì thay mặt cho gia đình Danh Nguyễn, con gửi cho chú số tiền là 500.000 nha. Thì chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe nha, và cô nữa. Dạ. Có lời cảm ơn là gia đình Danh Nguyễn, chú Bình An sống được trong đợt trường thọ. Dạ. Là được phần quà như thế này. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Chúc cho chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chào chú. Dạ. Tiếp theo là hộ gia đình của bà Hai Lậu các bạn. Thì bây giờ mọi người cùng vô trong nếu mình thăm bà nha. Chào bà Hai. Bà Hai con mới tới. Bà Hai xuống nhà xuống giỏng rồi. Thôi bà Hai ngồi đó luôn đi, tụi con ngồi ở đây. Tụi con ngồi ở đây được rồi. Bà Hai ngồi đi. Con ngồi đây. Ngồi. Dạ. Ngồi đi nha. Ngồi được rồi. Dạ. Năm nay bà Hai bao nhiêu tuổi rồi? 71. 71 rồi. Bà Hai ở đây với ai? Ở với hai đứa cháu. Hai đứa cháu. Cháu ngoại con nhỏ kia đi lấy chồng rồi. Dạ. Rồi hằng ngày thì bà Hai chắc là không còn làm gì nữa đâu đúng không? Có làm gì đâu, con nó cho gạo cho tiền ăn. Có đủ không bà Hai? Làm sao đủ. Rồi hằng ngày thì cơm nước là bà Hai tự nấu hay sao? Tự nấu ăn cũng khỏe. Dạ. Rồi có đi mua đồ ăn được không? Cá mắm ra ngoài chạy chợ xe đạp đi. Ôi bà Hai còn khỏe dữ vậy. Chạy xe đạp đi. Đi lên chợ này nè. Gần không bà Hai? Gần cây số nè. Dạ. Rồi đạp xe về có bị mệt không? Không. Dạ. Chừng nào cảm hay gì mới mệt, còn khỏe thì không sao. Rồi ở đây thì chỉ có vậy thôi. Rồi con cái có hay về thăm bà Hai không? Lâu lâu nó về lần, tới đám giỗ ông già nó thì nó về. Dạ. Rồi về thì có phụ thí giúp cho bà Hai không? Thì nó cũng nghèo không à. Ở đây nó không có, nó đi bằng mướn không à.
Dạ. Thì hàng ngày thì tiền là con gửi về cho xài. Ừ, lâu lâu gửi cho 100, 200 xài. Dạ, có đủ cho bà Hai xài không? Xài 2 tiền, 2 tiền. Bà Hai cũng lớn tuổi, không biết bà Hai có bị bệnh gì trong người không vậy? Có mổ túi mật 1 lần. Mổ túi mật 1 lần. Cởi túi mật á. Dạ. Còn hiện tại thì bà Hai có bị bệnh gì không? Không. Không có uống thuốc thang gì hết. Dạ, như vậy thì là bà Hai khỏe quá chừng luôn rồi. Dạ. Thì hôm nay á, hai chị em con ghé để mà thăm bà Hai nha. Sau thì con cũng có một cái phần quà để mà gửi đến cho bà Hai. Dạ, đây. Con gửi cho bà Hai nha, bà Hai cầm giùm con. Của gia đình Danh Nguyễn gửi tặng đến cho bà Hai 500 ngàn đồng nha. Dạ, cho bà Hai trang trải cuộc sống. Dạ, bà Hai có nói gì với gia đình anh Danh Nguyễn không? Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, rồi chúc bà Hai nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, thưa bà Hai con đi. Hội gia đình tiếp theo mà mình vừa ngăn đến đó các bạn là gia đình của bà Năm Nói. Bây giờ mời các bạn cùng vô thăm nha. Con chào bà Năm. Dạ, bà Năm chào, chào cô nha cô. Ai vậy? Đây bà đợi con xíu đi rồi con nói con là ai cho bà nghe nha. Thì hôm nay á, con cũng với lại Ngân cũng được sự giới thiệu ở ấp. Thì biết là nhà bà là nhà hộ nghèo thì đang gặp nhiều khó khăn, với lại bà lớn tuổi nên là tụi con đến thăm đó. Dạ. Còn đây là chị là sao với lại con à, con gái có sống chung với bà không? Không à, sống ở bà tới lùi lùi với mẹ vậy thôi. Dạ. Chị làm ở đây bà Năm sống với ai? Sống với người con rồi à, sống với người cháu đó hả? Ừ. Rồi cháu có nấu cơm rửa chén giặt đồ cho bà không? Nó là bế không? Không biết lắm hả? Trời ơi, đánh đó. Đánh là đi được. Đi có được à, bà đi không có được. Đi được. Dạ. Bà tại bà đâu có đi đâu. Ừ. Năm 6 năm nay rồi, bà lết không? Lết rồi. Lết không à. Nó chết mòn đó ra. Dạ. Ừ. Rồi năm nay bà Năm bao nhiêu tuổi rồi bà Năm? Bế hợp đếm rồi. 80 rồi. 80 rồi. Ừ. Dạ. Rồi, không nói gì đâu, thôi đâu bà bị đi nè. Cũng gặp nhiều khó khăn á. Người trong người bà giờ thấy sao bà thấy sao với này bà khỏe không? Phải gì không? Mới ra cho chết phố rồi khỏe. Thôi mà bà sống mấy trăm tuổi mới chết được, giờ chưa chết được đâu bà ơi. Gán sống nha. Sống lâu với con cháu nha. Dạ. Hồi khỏe sống đó. Lâu đi mấy cô này ta lên ta thăm hoài luôn. Dạ. Hồi còn trẻ còn khỏe bà làm cái gì hả chị? Thì cũng bằng mướn ăn không vậy đó. Có bằng cái gì đâu. Dạ, vậy căn nhà này là ở là bà tự cắt hay là có ai giúp đỡ gì cho bà không? Nhỏ con gái cắt, nhỏ con gái dưới bánh tre nó về nó cắt cho bà. Vậy là giúp đỡ bà rồi cắt cho bà. Bà cũng có nói luôn, bà cũng không có đất luôn. À, bà cũng không có đất luôn. Chia con hết rồi. Chia cho con hết rồi, không trừ lại cho mình gì hết. Không trừ gì hết. Dạ, bà tốt quá. Rồi ở nhà chị làm nghề gì để mà giúp cho bà hả chị? Bằng mướn không, bằng gì vậy? Bằng mướn rồi qua nấu cơm giúp cho bà. Đó, thì đó mình đi chợ đi búa mua cái này cái kia cho bà ăn. Bà muốn ăn cái gì thì bà nói. Dạ. Bà Năm thấy con gõ không bà Năm? Không thấy à? Không thấy gõ hả bà? Đen thui à? Đen thui hả? Ừ. Con cũng đen lắm. Dạ. Hôm nay thì con với lại Ngân đến á, trước thì cũng thăm bà nha. Dạ. Sau thì tụi con có một cái phần quà gửi đến cho bà nha. Thì đây là số tiền 500 ngàn nhưng mà bây giờ bà Năm không thấy rồi sao đây ta? Đây, con gửi cho bà 500 ngàn của gia đình Danh Nguyễn tặng cho bà. Con chỉ đến thay mặt để gia đình tặng cho bà thôi. Đây là 500 ngàn nha. Cảm ơn à. Dạ, bà vui không? Vui. Vui hả? Cảm ơn. Mua cá gì ăn? Mua cá ăn ha. À, mua thịt đi, mua thịt đi bà. Thịt ăn được. Không ăn được. Ăn được. Thịt gà ăn được. À, thịt gà ăn được chứ thịt heo không ăn được. Thịt heo ăn được, thịt gà. Ồ, cầm tí bà. Thịt gà ăn được đó. Thịt gà ăn được, ăn cá không à. Rồi. Rồi bà gửi con bà mua cá ăn đi nha. Gửi mua cá ăn. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Chào bà. Chắc nghe để nó gớt đó. Tới 500 ngàn nữa, nó nghe nhiều lắm đó. Tiếp theo thì mời mọi người cùng ghé nhà của bột đầm chung với hai chị em mình nha. Thì bây giờ mọi người cùng vô trong để mình thăm bà. Dạ. Bà ơi con mới tới. Chú con mới tới. Chào bà, chào chú. Dạ. Chú qua xin quà với bà đi. Năm nay năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 78 tuổi rồi. 78 tuổi. Dạ. Rồi bà sống ở đây với ai? Sống đây thì cũng với con đây nè, có thằng què đây nè. Dạ.
Dạ. Rồi bà lớn tuổi rồi, không biết bà có bị bệnh gì trong người không bà? Bà đâu có bị bệnh đâu, có bệnh gì đâu. Dạ, bà vậy là bà còn khỏe quá. Bà thấy con rõ không? Cũng là thấy rõ á. Dạ. Từ xa nó hơi mờ mờ. Dạ. À, không biết là chân của chú bị gì hết chứ? Hồi đó rồi nó còn tìm. Nhỏ đó. Hồi dạ. Mới 2-3 tuổi rồi bà đi tiêm cho nó cái rồi thử đi. Dạ. Vậy là mình cũng không biết lý do là bị gì hết. Rồi. Dạ, rồi chú chân chú như vậy thì chú có làm được gì không chú? Có làm được cái gì đâu. Chú có thể đứng lên đi cho tụi con xem được không? Không có thể đâu đứng được đâu. Đứng được không chú hay là... Hay là chú không sao chú? À, đứng phải nhìn. Vậy là chú... À... Là chân của chú bị teo á. Teo cơ. Là trong nhà thì mình có đi lại được không chú? Hay là mình chỉ... Có, mình có cặp nạn thôi. Dạ. Dạ rồi. Chú ngồi đi chú ơi. Không biết là hằng ngày thì ở nhà của chú có làm cái gì không chú? Có làm được cái nghề gì đâu không. Mình không có làm gì được hết luôn hả bà? Không có làm gì được hết. Dạ. Vậy rồi hai mẹ con ở đây thì tiền ở đâu mà mình sinh hoạt hàng ngày hả bà? Có thằng anh đi mà mướn gì gạo, cá nắm đồ ăn con ơi. Rồi là cái chú thứ tư đó lo hết cho gia đình mình luôn. Trời. Con mà. Thì cũng khó khăn quá dạ. Hả chú? Cũng hơi khó khăn con ơi. Cũng phải chịu chứ chứ sao vậy? Dạ, thì hôm nay á con cũng được biết là hoàn cảnh gia đình của Bút khó khăn vậy đó. Ừ. Chị em tụi con có ghé thăm Bút nha. Ừ. Sau thì cũng có một cái phần quà để gửi tặng đến cho Bút nha. Ừ. Dạ đây, con gửi Bút, Bút cầm đi. Ừ. Dạ, là của gia đình anh Nhân Nguyễn gửi tặng đến Bút 500 ngàn nha. Ừ. Chúc Bút và là gia đình nó có nhiều sức khỏe. Ừ. Cũng dạ. Con. Dạ, bà dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. À, bây giờ mình với lại Ngân đang có mặt tại nhà của cô Năm Sĩ đó các bạn. Thì để biết thêm hoàn cảnh mà các bạn cùng vô thăm cô nha. Con chào cô nha cô Năm. Dạ. Dạ. Cô Năm đang làm gì đó? Lấy cuốn sổ cho bà chị ba ấy nè. Sổ khám bệnh hay là sổ khám bệnh tim bên tim mạch đó. Cô Năm cho con coi với được không cô? Dạ nè cô coi đi. Sổ nào là sổ chính thức á cô? Sổ này không? Sổ chính thức. Cái này cảnh nè. Nguyên một sắp luôn. Sổ hộ nghèo quá. Có sổ hộ nghèo luôn. Có sổ hộ nghèo luôn. Dạ. Đây khám bệnh mới gì à, cô là Nguyễn Thị Nương hả? Dạ. Rồi Năm Sĩ là tên chồng cô hả? Dạ. Chẩn đoán là bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạng. Dạ. Dạ, 43 tuổi ha cô. Dạ. Dạ. Con gửi lại cho cô nha. Dạ. Bộ cô đi khám mới về hả cô? Đi khám mới về bắt đầu thì được rồi chừng 2 tháng nay thì nó mệt quá cái thở không được á, cái uống thuốc tiêm vô cái nó ấy không được, cái nó không lợi, cái bắt đầu nó giật đi ngoài. Ừ. Cái nó ấy là bác sĩ nó ấy là nó bị qua tai biến. Yeah. Tai biến lần một, cái mới nhập viện bữa nay là về đâu bữa nay cũng 4 ngày 5 ngày là tới thời kỳ thứ hai đó. Ừ. Lại giờ cái tay này là nó còn giật, nó còn tê tê hoài. Còn nếu cô bệnh vậy đó. Dạ. Cô đâu đi làm được nữa đâu. Không có đi làm gì được chứ mà. Ừ. Ở nhà của mình nên có bà chị bên nè. Dạ. Không có cái gì thì kêu quá là điên chồng về. Dạ. Rồi chồng cô làm nghề gì hả cô? Chồng đi mặn hồ mà ổng cũng bị cái gì có thoát đĩa đệm đó. Thoát gì đĩa đệm hả cô? Thoát đĩa đệm. Dạ. Cũng nằm ở ngoài đâu gần tháng mấy. Yeah. Mấy gì về. Yeah. Rồi cũng mặn vậy đó, rồi thôi mà mặn nặng mà nó trúng lại cái nặng quá cái mình đi ngoài. Ta khám bệnh ta cho nhập viện nữa. Yeah. Ủa rồi nếu vậy đó rồi hai vợ chồng cũng cực quá đó. Yeah. Rồi ở nhà cô có con cái gì không? Có 3 đứa con mà mặn vô ti mặn tư nhân không có đủ tuổi đó. Học tới lớp 5 cho nghỉ mặn tư nhân, giờ mặn bị dịch bệnh này nè. Dạ. Một chưa có được một tháng là chưa có được là 3 triệu mấy ăn uống đồ rồi chắc cũng không còn nhiêu. Vậy là 3 người đều như vậy hết luôn hay sao cô? 3 người đi mặn gì đó. Dạ. Dạ. Rồi có ai gửi tiền gì giúp đỡ gì vợ chồng cô không?
có ai đâu gỡ. Thì nó mằng á, chăng cho lỗ chỗ ông thằng Tài đó. Là mằng tư nhân đó, mà nó ngay tập cho nó mằng chứ giờ cái lúa có bao nhiêu đâu. Cái mằng mấy ngày bữa là hết rồi, như mình tập cho nó đủ tuổi rồi mới lên công ty mình quà được. Con lớn nhất của cô là bao nhiêu tuổi rồi? Nó được mấy tuổi rồi cũng không biết. Vậy là ba đứa đều phải đi làm hết luôn. Hai bằng có hai đứa à. Tại vì nó mà đủ tuổi mà giấy chứng minh được 14 tuổi là cho nó vô mằng cái đó đó. Dạ. Cô Năm ơi, hôm nay thì con với Ngân đến thì cũng biết vợ chồng cô đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cô đang bị bệnh nữa. Tụi con có một cái phần quà xem như phần nào giúp đỡ cho gia đình cô nha. Thì đây là số tiền 500.000 của gia đình anh Nguyễn hỗ trợ đến cho gia đình cô nha. Cô nói lời cảm ơn anh Nguyễn là được rồi. Cảm ơn. Dạ, chúc cho cô mau hết bệnh nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Tiếp theo thì mời mọi người cùng ghé thăm gia đình của ông bà Hai Tốt nha. Giờ chị em mình sẽ vô trong. Dạ. Thưa ông Hai, bà Hai con mới tới. Chào ông bà. Dạ. Mình ngồi dưới đi ông ơi. Bà Hai đang ăn cơm hả? Bà đang ăn cơm kìa ông Hai. Ông Hai ơi, ông Hai qua ngồi với bà đi. Ông Hai qua ngồi với bà đi. À, ông Hai bệnh hả? Như bà Hai ăn khô hay là cá chiên? Cá chiên, cá muối chiên với dưa hấu. Ông Hai bỏ thuốc giùm con nha. Bỏ thuốc giùm con. Ở đứa hương chút đây ông xíu hút lại. Dạ. Không biết là ông Hai bị bệnh gì không Hai? Trời ơi, gió mấy rồi. Gió mấy chắc là bị cảm hay không? Ông Hai có uống thuốc chưa? Rồi. Dạ, giờ ông Hai thấy trong người khỏe chưa ông Hai? Khỏe rồi, mới đi chích thuốc về đây. Dạ. Năm nay ông Hai với bà Hai chắc cũng lớn tuổi rồi ha. Tám mươi mấy tuổi rồi. Chưa được, bà còn một năm nữa mới được 80. Dạ. Rồi ông bà sống ở đây với ai? Chị con. Chị con đi mằng mướn ở trên công ty trên Bình Dương á. Dạ. Rồi là hiện tại chỉ có hai ông bà ở đây thôi. Có hai người. Dạ. Rồi như vậy thì hàng tháng con gửi tiền về để lo cho ông bà hay sao? Thì nó gửi bữa nay nó gửi hồi ngày hôm qua kìa, mà giờ điện cao bưu điện không được kìa. Tháng gửi 2 triệu xài thêm. Dạ, một tháng gửi 2 triệu về cho ông bà để mà lo ăn uống với lại thuốc thang. Thuốc thang đồ nữa thôi, có khi cũng đủ nữa con ơi. Dạ. Ở ngay rồi có lãnh tiền nữa. Dạ. Nhờ có lãnh tiền y bút thởm đó, thêm vô. Dạ. Thì hôm nay chị em con ghé thăm ông bà nha. Thì cũng có một cái phần quà mang đến đi gửi tặng cho ông bà. Dạ đây, con gửi cho ông nha. Là của gia đình anh Danh Nguyễn gửi tặng đến cho ông bà 500.000 đồng nha. Dạ, chúc ông bà có được nhiều sức khỏe. Cảm ơn mấy cháu. Vui ông bà? Dạ. Dạ, ông bà vui không? Vui chứ. Chụp hình hay gì? Bà cười lên. Dạ, bà cười lên cho đẹp. Dạ rồi, 500.000 thì ông bà xài bao lâu mới hết? Thì cũng ngày 7 ngày vậy đó. Dạ, 6-7 ngày. Đỡ phần nào. Dạ. Ngày có tiền điện, tiền nước rồi nữa. Dạ, rồi đi chợ, bà có tự đi chợ được không? Hay là gửi người ta mua đồ về? Tôi đi không đi. Ông đi. Ông đi bằng cái gì vậy ông? Xe đạp. Đạp xe đạp ha. Đi dạ. Bữa đi ăn tới chiều. Dạ. Bữa nữa vậy đó, ngày đi lần. Dạ rồi, vậy ông ba giữ tiền nha. Mình với lại Ngân đang có mặt tại nhà của chú Sáu Quận. Thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn. Mời các bạn cùng vô thăm nha. Ông lớn rồi. Con chào ông Sáu. Ông Sáu con mới tới nha. Con xưng ông. Đi ghế đi nha, để con tự lấy luôn nha. Hôm nay ông Sáu bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 86 à. 86 tuổi. Rồi ông Sáu ở đây với ai? Ở với con trai Út. Trai Út hả? Dạ. Rồi hàng ngày thì con trai sống với ông rồi có đi làm lụng gì để lo cho ông không? Bây giờ đất cát đâu có đất cát gì đâu, chỉ có cái là ngày bữa nào sống bữa đấy vậy thôi. Rồi ngoài con ra con ông có vợ có con gì chưa? Tôi hả? Con ông á. Có vợ và hai đứa con. Vậy là hai vợ chồng là làm rồi để lo cho hai đứa con với lại lo cho ông.
Dạ, trong người trong người ông Sáu có bệnh gì không ông Sáu? Thì cũng có bệnh già thì cũng bệnh lai gai vậy. Dạ, bệnh lai gai ha. Hồi lúc mà còn khỏe đó thì ông Sáu làm nghề gì? Thì cũng làm mướn không mà. Làm mướn? Gian, bằng mướn công ty lúa giống bên trong lông số bần giống đó. À, con dâu đó. Dạ, chào chị. Rồi, dạ. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi nên là không có đi làm nữa, chỉ ở nhà thôi. Thì ông lớn vậy rồi, chắc ơi lớn tuổi quá rồi, chắc ông cũng đâu có tiêu xài gì nhiều đâu phải không? Thì con cái ông cho tiền ông nhiều không? Nhiều khi một tháng thì con cháu nó cho được đứa 100-200 gì đó. Dạ. Lại với ông nhà nước ổng giúp cho mỗi tháng thì được 207. Vì là mình có tiền cũng 6 năm nay rồi. Dạ, từ lúc 80 tuổi tới giờ được 207. Dạ, thì ông Sáu ơi, hôm nay con với Ngân thì cũng được sự giới thiệu ở chính quyền địa phương đó. Thì tụi con đến để thăm ông, thì biết ông cũng lớn tuổi rồi. Dạ, nên là tụi con có một cái phần quà thì gửi tặng đến cho ông Sáu nha. Đây là số tiền 500.000, tụi con thay mặt Mạnh Thường Quân, đó là gia đình Danh Nguyễn, hỗ trợ đến cho ông nha. Chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Tôi cũng thay vì gia đình Dũng... cảm ơn hai cô với chú. Dạ. Cũng cầu chúc cho hai cô cũng được mạnh khỏe để mà giúp cho bà con. Dạ, con cảm ơn ông nha. Ông cảm ơn gia đình Danh Nguyễn là được rồi. Thì con chào ông nha ông Sáu. Dạ. Ông Sáu giữ tiền nha. Dạ. Hộ gia đình tiếp theo mà hai chị em mình ghé thăm là nhà của bà Sáu Con á các bạn. Mà mọi người cùng vô trong để mình tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình của bà nha. Chào bà. Dạ, bà Sáu cũng mới tới. Dạ, mình ngồi đây đi ha bà. Dạ, bà Sáu nhà này là của Đại Đoàn Kết Cất. Nhà Đại Đoàn Kết Cất 2016. Dạ. Rồi bà Sáu ở trong ngôi nhà này với ai? Với con gái Út. Với con gái Út. Ừ. Dạ, con bà thì làm nghề gì hả bà? Con ngại đi ngoài trong đồng không. Đi móc lúa với ai kêu cắt cỏ thì cắt. Dạ. Chứ có rác cát gì đó. Dạ, rồi không biết là như vậy thì có đủ để mà trang trải cuộc sống hàng ngày không bà? Thì cũng thiếu hụt chút đỉnh. Dạ. Bơi vào mà. Dạ, thì hồi trẻ thì bà Sáu làm nghề gì bà Sáu? À, làm gì là con đau hoài. Hồi trẻ hả? Hồi lúc trẻ mà bà Sáu còn trẻ hả? Còn trẻ thì chàng thẹt ơi, đi mua... chầu muốn cao rồi bán bảy bả tụi con trẻ rồi tới con già rồi tôi ở trên miên á. Dạ. Mấy ông bảo đậu là ở nhà tôi á. Dạ. Dạ. Rồi lo cho người ta ăn, người ta đi măng lên xuống vậy đó. Dạ. Không biết là năm nay bà Sáu bao nhiêu tuổi hay ha? 87 rồi. 87 tuổi rồi. Dạ, rồi con đi măng thì lo cho hàng ngày ăn uống. Rồi bà Sáu đông con không? Ngoài người con Út ra thì bà còn được bao nhiêu người con nữa? Có sao đứa hả? Ba trẻ ba gái mà có vợ chồng đi. Dạ. Nghèo khổ quá. Dạ, rồi lâu lâu thì mấy anh chị có gửi tiền về để mà cho bà Sáu không? Thì tới Tết thì nó mới gom lại cho. Dạ. Chị đó. Còn ngày thường thì mình trông cậy vào người con Út thôi. Ừ, gán bơi hoài chứ sao vậy? Dạ. Con nó cũng nghèo. Dạ, thì hôm nay tụi con ghé thăm bà Sáu nha. Cũng được biết là bà Sáu khó khăn cho nên là có một cái phần quà tụi con muốn gửi đến cho bà Sáu. Cảm ơn. Dạ, đây con gửi cho bà Sáu 500.000 nha, bà Sáu cầm đi. Của gia đình anh Danh Nguyễn nha, gửi tặng đến cho bà Sáu. Chúc bà Sáu có nhiều sức khỏe. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bà Sáu giữ tiền lo cá món trong nhà nha. Dạ rồi, thưa bà Sáu con đi. Cảm ơn cô. Tiếp theo thì mình với lại Ngân sẽ đến với hộ gia đình của ông bà Ba Mực để biết thêm hoàn cảnh, mời các bạn cùng vô thăm nha. Chào ông bà. Ông bà con mới tới. Dạ, cảm ơn ông. Ngồi đi con. Dạ rồi, đủ ghế rồi ông bà ơi. Bà ngồi đi bà ba. Bà ba với ông ba ngồi với tụi con đi nha. Dạ. Ông ba qua đây ngồi đi cho dễ hơn. Dạ.
ngồi đó đi. Ông ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70 rồi. Còn bà ba? 64. 64 tuổi, dạ. Vậy ông bà sống ở đây với ai? Với thằng Út. Con cái thì có chồng của vợ hết rồi, còn Út. Thì Bình Dương làm cho người đi mà hai đứa cháu rồi ở đi học với nuôi. Với người con Út là con Út có vợ luôn chưa hả? Chưa. À, vẫn chưa. Vậy là còn sống một mình để mà lo cho ông bà. Thì đó. Dạ. Rồi ông bà bây giờ lớn tuổi rồi còn đi làm được nữa không ạ? Có làm gì nổi vậy. Ở nhà nuôi giờ cháu rồi nè. Giữ mấy đứa cháu nè. Con cháu cũng học. Thằng thứ hai đó giữ. Vậy là mình ở nhà nuôi cháu. Rồi khi mà con gửi tiền về đó thì mình xài rồi mình cho cháu mình đi học luôn. Thì đó vậy đó. Vậy có đủ không ha? Thiếu. Cũng thiếu. Tháng gửi về cho hai đứa được 2 triệu rồi đâu có đủ đâu đâu. Mất. Yeah. Móc mượn tiền đó đắp vô cho nó cho đúng tháng vậy đó. Nhà này là ông bà xây lâu chưa? Năm nay cũng 5 năm rồi. 5 năm rồi. 4 năm. 4 năm rồi. Nhà này là tự cắt hay là sao hả bà? Nhà nước. Nhà nước cho. Nhà nước cho, cho mình thêm tiền vô đó. Mình thêm tiền vô. Chứ là mình là không có đủ khả năng để mà cắt được căn nhà như vậy. Đâu có khả năng cắt gì đâu. Dạ. Mình không có khả năng cắt được gì đâu. Dạ. Ở nhà ông bà thì lúc mà ông bà còn khỏe, còn trẻ đó, thì ông ba làm nghề gì ha? Này, cá mắm câu lứ đó. Dân câu. Đi dân câu lứ với mặn mướn. Còn ba? Mướn tháng khô. Dạ. Thì cũng vậy. Họ mướn, tôi thì bằng có mướn. Rồi. Không có đất cát gì đâu. Dạ. Rồi mình hồi nghỉ hưu ở nhà lâu chưa ông bà? Năm nay nữa 2 năm rồi. Dạ, chỉ là mới nghỉ có 2 năm gần đây thôi. Dạ. Lắm. Là do sức thì khỏe. Thì ông ra ông nuôi 3 đứa nhỏ đó. Dạ. Tôi ở nhà lo con. Dạ. 7 dạ. Đứa là ít đồng. Đồng quá bà. Trời ơi. Rồi là do sức khỏe của ông bà hiện tại không tốt hay là sao mà mình không còn đi làm được nữa hả ông bà? Thì tôi bệnh hoài. Thì cũng ông mặn một vạch này kia trong nhà này kia. Chỉ có mặn bệnh nhất. Trần kinh trọ. Dạ. Nhất hoài vậy đó. Còn tôi thì cũng như có ai kêu mằng bậy bạ nó bữa cũng rồi đâu có. Bây giờ đâu có vụ mằng mướn này có đồng mằng. Dạ. Nhất thì lại gai bữa rồi. Dạ. Hôm nay con với Ngân đến thì trước là thăm ông bà, sau thì tụi con có một cái phần quà thì con xin gửi tặng đến cho ông bà nha. Thì đây là số tiền 500.000 thì tụi con thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là gia đình Danh Nguyễn, hỗ trợ đến cho gia đình ông bà ba nha. Thì chúc cho ông bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn con. Gia đình Danh Nguyễn. Dạ, chú. Chúc ông bà nhiều sức khỏe, chào ông bà. Dạ. Dạ. Tiếp theo là hộ gia đình của bà Tư Giạc đó các bạn. Mà mọi người cùng vô trong để tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình của bà nha. Ngồi gì gã đỡ hả vậy? Dạ, được rồi chú. Để cho bà ngồi đi. Cho bà. Bà nói là... Dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi chú? 86. 86 tuổi rồi. Rồi bà thì hằng ngày là chỉ nằm ở võng thôi. Đi tới lùa mẹ ở đây chạy tới tùm lum hết trơn. Dạ, vậy là mình phải chăm sóc bà hàng ngày. Rồi ăn uống bà có thể tự lo được không chú? Lo rồi bắt đầu là để cho bà múc. Dạ. Múc ban. Rồi không biết là bà như vậy thì ai là người mà hàng ngày ở cạnh với bà rồi chăm sóc cho bà hả? Cho nên anh tôi. Có mình chú thôi. Ừ, có mình anh, con. Dạ, chú là con thứ mấy trong nhà vậy chú? 7. Dạ, bà đông con không chú? Cũng được mấy người mà khổ khổ đi mằng ăn cho cái người này thứ hai nè. Dạ. Thứ hai bà cũng bệnh hoài, bà bệnh tim á. Dạ, rồi là chỉ có một mình chú là lo cho bà thôi. Dạ. Con không biết là chú có làm nghề gì không chú? Có làm gì đâu, mấy nhỏ nó lâu lâu cái đau đứa này đứa kia cho. Dạ. Còn cái đó đó thì cũng như đi mằng không có được á. Cái mấy đứa cháu nó xây bồn sẵn. Dạ. Cái nuôi cái mình ở đây mình coi á. Dạ. Cái nào nó bán cái nó cho chút đỉnh. À, là mình nuôi hùng là kiểu mình bỏ công bỏ rồi công. Cháu bỏ vốn. Dạ. Thì sau khi mà bán thì mình chia lợi nhuận ra cái cũng như là lỗ gì nó cũng cho. Dạ. Cũng như vốn cho ăn nó cũng sức luôn. Dạ. Mình ở mình coi thôi. Dạ. Vậy là cháu thì nhìn thấy hoàn cảnh gia đình mình như vậy cũng thương cho nên là cũng giúp đỡ ha. Dạ.
Dạ, hôm nay thì tụi con cũng được sự giới thiệu của chính quyền địa phương đó, cũng biết được hoàn cảnh của bà như vậy, cho nên là cũng có một cái phần quà tụi con muốn gửi cho bà nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Bà ơi, con gửi cho bà 500 ngàn nha. Nè, bà cầm đi. Dạ, để con thay mặt gửi cho bà nha. Dạ, con à, của Mạnh Thường Quân đó là gia đình anh Danh Nguyễn có tặng đến cho bà 500 ngàn đồng nha. Chúc bà có được nhiều sức khỏe. Dạ, vui không bà? Hả? Vui không? Trời lắc ơi, vui dữ lắm. Vui dữ lắm luôn. Rồi, rồi giữ tiền nha. Rồi mua cá mắm ăn uống vô, sống lâu trăm tuổi với con cháu nghe. Lâu lâu rồi mới gặp mà là... lâu lâu đây. Dạ. Mấy dạ dạ. Nghe. Dạ. Dạ rồi lâu lâu tụi con lên thăm. Ừ. Dạ rồi. Hai mấy con để vậy đó. Dạ, rồi con cảm ơn bà. Rồi con đi nha. Ừ. Dạ.